Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Cristiano Ronaldo has made a sensational return to Manchester United. Ngay trở về, không thể tuyệt diệu hơn của Cristiano Ronaldo. Ông hoàng của sân Old Trafford đã trở lại. Con quỷ đầu đàn cuối cùng của thế hệ Sir Alex Ferguson đã quay về. Đó là những dòng tít đã được giật trên khắp các mặt báo ngày hôm nay ở châu Âu sau khi Cristiano Ronaldo, đứa con trai lưu lạc của sân Old Trafford đã trở về, nơi đã chứng kiến sự trở lại của một huyền thoại sống. Thực sự, đây không chỉ là ngày vui của các Manu fans, mà còn là ngày vui của người hâm mộ Premier League, những người đã luôn xem Cristiano Ronaldo là người nhà, là người đã hoàn toàn nâng tầm giải đấu này, chứ không phải của riêng Man United. Thậm chí, có thể coi Ronaldo là biểu tượng của Premier League giai đoạn Generation 2000, giai đoạn Premier League chứng kiến liên tục sự ra đời của những tài năng hàng đầu châu Âu cũng như thế giới như Fernando Torres, Didier Drogba, Thierry Henry, Wayne Rooney, Robin van Persie, v.v. Trong chuyến trở lại lần này của Cristiano Ronaldo, chúng ta ác hẳn đều nghĩ rằng CR7 sẽ trở lại với danh nghĩa của một huyền thoại truyền lửa cho câu lạc bộ thân yêu của mình, nhiều hơn là một mắt xích quan trọng về mặt chiến thuật. Nhưng không, ở trận đấu gặp Newcastle, Ronaldo đã chứng minh cho người hâm mộ Premier League nói chung và người hâm mộ Man United nói riêng thấy rằng anh không về lại Old Trafford, mái nhà xưa của mình, như một ngọn lửa thắp lên hy vọng, mà anh trở về để tiếp tục chinh phục những danh hiệu và kỷ lục, để tiếp tục cống hiến cho đội bóng đã từng tạo nên thương hiệu CR7. Nhưng trên hết, Ronaldo trở về để tri ân người cha thứ hai của mình, Sir Alex Ferguson, người đã được anh tuyên bố: "Con về lần này là vì thầy, Sir Alex." Có thể nói, hai bàn thắng của Ronaldo ở trận gặp Newcastle đã chứng minh cho tham vọng của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Hai bàn thắng đã thể hiện hết những gì tuyệt mỹ nhất của anh sau 12 năm xa cách. Hai bàn thắng đã cho thấy đẳng cấp của CR7 trước vòng cấm đối phương. Không còn là một Ronaldo ham đảo chân, đi bóng của quá khứ, CR7 trong màu áo đỏ hiện giờ đã là một chiến binh với những cú bứt tốc và thoát xuống đầy mạnh mẽ. Sau đó là những cú ra chân với độ sát thương kinh khủng, điều mà chúng ta đã chứng kiến trong hai bàn thắng vào lưới của Newcastle. Ở bàn thắng đầu tiên, chúng ta có thể thấy khả năng đọc tình huống cực kỳ xuất sắc của Ronaldo. Cụ thể, sau khi nhận thấy Mason Greenwood đang ở tư thế sút bóng, Ronaldo đã chờ đợi một cú ra chân của Greenwood. Như đoán trước được việc Freddie Woman sẽ đỡ thành công quả ra chân, Ronaldo bằng nhãn quan chiến thuật nhạy bén của anh đã đoán đúng hướng bóng văng ra. Nhiệm vụ của anh lúc này chỉ là một pha đệm bóng cận thành. Trong bàn thứ hai, chúng ta một lần nữa thấy rõ khi Ronaldo kết hợp thành công nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kỹ năng bứt tốc, CR7 có thể trở nên nguy hiểm như thế nào. Ở phút 61, với một pha phản công nhanh từ phần sân nhà, Luke Shaw nhanh chóng cầm bóng bứt tốc về phía khung thành. Ngay khi nhận thấy người đàn anh của mình đã ở một vị trí phù hợp, Luke Shaw ngay lập tức đưa bóng cho Ronaldo. Một pha nhả bóng cho thấy Luke Shaw rất tin tưởng vào số 7 của mình. Đương nhiên, Ronaldo cũng không phụ lòng Shaw, và thế là một cú ra chân tuyệt mỹ khác được thực hiện bởi CR7 trong ngày mà anh trở lại sân đấu thân thương. Sẽ là không sai khi nói rằng việc có Ronaldo trở lại nơi hàng tiền đạo Man United đã đem về những dấu hiệu tích cực. Theo thống kê, trận đấu này United đã thực hiện 21 cú sút, trong đó có 7 cú sút trúng đích, 4 pha thành bàn, kiểm soát bóng 65%, thời lượng kiểm soát bóng đạt từ 644 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%. Rõ ràng, sự hưng phấn mà Ronaldo đem lại cho các đồng đội ở trận đấu đó đã được thể hiện rõ không chỉ trên sân mà còn qua những thông số. Nói đến hai bàn thắng của Ronaldo là một chuyện, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nói đến việc những bàn thắng đó đến từ đâu. Một lần nữa, chúng ta lại phải dành những lời cảm ơn sâu sắc tới Jose Mourinho, một người mà khi nhắc đến sẽ khiến người hâm mộ Man United cảm thấy nửa tự hào, nửa tiếc nuối. Tự hào vì ông chính là vị huấn luyện viên có đẳng cấp cao nhất từ những dân Man United giai đoạn hậu Sir Alex, là người đã đem về danh hiệu châu Âu đầu tiên của họ thời hậu Sir Alex, danh hiệu Europa League mùa 26-27, là người đã nâng tầm và hoàn thiện lối chơi của Cristiano Ronaldo, qua đó biến anh trở thành một cỗ máy săn bàn 36 tuổi đầy hiệu quả của thời điểm hiện tại.
chứ không còn là một chàng trai ham mê rê dắt. Nhưng tiếc nuối vì họ đã không thể gắn bó lâu hơn. Điều xuất phát từ sự tắc trách của ban lãnh đạo, những người không hề đáp ứng những yêu cầu của Mourinho. 5 quả bóng vàng, đó thực sự là một thành tích tuyệt vời của CR7. Nhưng chắc chắn, thành tích đó khó có thể được thực hiện nếu CR7 không đạt được sự hiệu quả thời còn thi đấu dưới trướng Mourinho giai đoạn 2010-2013. Cái thực dụng đã được thể hiện ngay trong trận đấu gặp Newcastle. Một sự thực dụng đến lạnh người, một sự thực dụng đậm chất Mourinho. Chỉ bằng một pha bứt tốc rồi đệm bóng khi bóng bật ra, hay chỉ bằng một pha dứt điểm sau khi đã thoát khỏi sự truy cản của hàng phòng ngự Newcastle. Thực sự, khi nhìn vào lối chơi của CR7 ở trận đấu này, chúng ta sẽ thấy hiện lên một lão tướng 36 tuổi vừa có được kinh nghiệm thi đấu, vừa có được sự hiệu quả, vừa có được sự dẻo dai và sung sức của tuổi trẻ. Những thứ mà bạn không bao giờ tìm được một cầu thủ ở độ tuổi cùng với Ronaldo. Nếu có thể đưa ra một sự so sánh với Ronaldo, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Zlatan Ibrahimovic. Đầu tiên, huyền thoại người Thụy Điển cũng là một ông già gần, lão hóa ngược, gương mặt vàng trong làng tạo siêu phẩm. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào lối chơi của Ibrahimovic, chúng ta khó có thể thấy được sự hiệu quả như Ronaldo. Một phần bởi Ibrahimovic vẫn còn giữ cái tôi cao của mình trong những pha xử lý. Bởi lẽ, trong tâm trí của Zlatan, anh luôn là cầu thủ số 1. Vì vậy, sẽ đúng hơn nếu so sánh Cristiano Ronaldo với Edinson Cavani, một người cũng có lối chơi đầy tốc độ như Ronaldo, khả năng tạo ra những siêu phẩm đẹp mắt như Ibrahimovic, nhưng lại có cái tôi nhỏ hơn rất nhiều so với tiền đạo Thụy Điển. Minh chứng rõ nhất cho điều này là Cavani sẵn sàng nhường lại chiếc áo số 7, vốn là giấc mơ của tiền đạo người Uruguay, cho người đàn anh đến từ Bồ Đào Nha, người mà Cavani từng có cơ hội chạm mặt ở vòng 1/16 ở World Cup 2018. Trận đấu mà Uruguay của Cavani đã vượt qua Bồ Đào Nha của Ronaldo bằng 92 bàn thắng của El Matador. Để nói về những bàn thắng cũng như sự hiệu quả của Ronaldo trước khung thành đối phương, chắc chắn chúng ta phải viết hẳn một quyển sách dài 15 hay thậm chí là 20 chương. Trong đó chắc chắn Jose Mourinho sẽ chiếm đến 5 chương, còn lại sẽ là những danh hiệu dù là ở cấp cá nhân, cấp câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia mà CR7 đã giành được trong những năm tháng thi đấu. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến khoảng thời gian định hình nên siêu sao CR7 tại sân Old Trafford, hay thời gian hiện tại, khoảng thời gian mà Ronaldo đã trở về với danh nghĩa của một huyền thoại, của một sát thủ vòng cấm đầy lợi hại. Nhưng trên hết là một cỗ máy hoàn hảo vận hành trơn tru ở tuổi 36, độ tuổi được xem là bên kia sườn dốc trong sự nghiệp bóng đá. Một chương sách có thể được xem là đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ của CR7. Bởi lẽ, ở chương sách này, Ronaldo đã không còn là thương hiệu toàn cầu, không còn là siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới, mà chỉ đơn giản là Ronaldo, hoàng tử bé một thuở của sân Old Trafford, và giờ là ông hoàng của mọi ông hoàng tấn công Premier League. Cái danh hiệu mà CR7 đã đạt được nhờ sự hiệu quả và sắc bén đến chết người ở khu vực 1/3 của sân. Điều đã được Ronaldo thể hiện ở trận đấu gặp Newcastle, một trận đấu như để tôn vinh những gì tuyệt hảo nhất của CR7.